Bây giờ bạn hãy tưởng tượng là bạn đang đứng tại một ngã ba và bạn cần phải lựa chọn một hướng để đi. Đi về nhà, đi tới trường hay là đi chơi. Bạn băn khoăn và suy nghĩ về những lựa chọn này. Cuối cùng bạn quyết định nhấn like và đăng ký kênh này. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là liệu quyết định đó có phải là của bạn hay không? Hay nó đã được định đoạt trước bởi các định lực vật lý và môi trường xung quanh bạn? Đây là kênh thư viện nhỏ, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp những câu hỏi nhỏ xung quanh mình. Mình rất cảm ơn các bạn vì đã cho phép kênh này xuất hiện trong danh sách đăng ký của các bạn. Đây là câu hỏi trọng tâm trong vật lý về sự tự do của ý chí hay là lựa chọn. Chúng ta có thể thực sự đưa ra lựa chọn của riêng mình hay chúng ta chỉ đơn giản là phản ứng lại với thế giới xung quanh? Và câu hỏi tiếp theo là liệu chúng ta có thể dự đoán lựa chọn của chính mình hay không? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu vấn đề của các nhà vật lý quan tâm khi họ nói về ý chí tự do. Trong vật lý, ý chí tự do thường được định nghĩa là khả năng đưa ra những lựa chọn không bị tác động bởi các định lực vật lý hoặc môi trường. Đó là cảm giác rằng chúng ta là tác giả những hành động của chính mình. Nhưng mà nó có đúng như vậy không? Sẽ ra sao nếu sự lựa chọn đó chỉ là một ngộ nhận? Điều này đưa chúng ta đến với hai khái niệm hoàn toàn đối lập nhau, đó là thuyết tất định và thuyết bất định. Thuyết tất định là ý tưởng cho rằng tất cả các sự kiện, bao gồm cả hành động, lựa chọn của chúng ta đều đã được xác định trước bởi các yếu tố có sẵn. Để giải thích cho lý thuyết này thì năm 1814, nhà toán học người Pháp Laplace đã đề xuất một thí nghiệm tưởng tượng. Giả sử có một loại sinh vật mang trí tuệ tuyệt đối, chúng biết được mọi thứ trong vũ trụ, chúng biết cả vị trí và động lượng chính xác của mọi nguyên tử trong vũ trụ. Thì với kiến thức như vậy, nó hoàn toàn có khả năng dự đoán được trạng thái tương lai của toàn vũ trụ. Ông ta cho rằng, trạng thái hiện tại của vũ trụ là kết quả của quá khứ và là nguyên nhân dẫn tới tương lai. Vì vậy, theo lý thuyết này thì ý chí tự do dường như là điều không thể. Bởi vì mọi sự kiện đều đã được định trước, các lựa chọn của chúng ta cũng đã được định trước. Ở hướng ngược lại, thuyết bất định lại nói rằng một số sự kiện vốn dĩ không thể nào dự đoán trước được. Cơ học lượng tử là một nhánh của vật lý chuyên nghiên cứu hành vi của các hạt ở quy mô nhỏ nhất, đưa ra khái niệm về tính ngẫu nhiên và tính không chắc chắn. Theo cơ học lượng tử, ngay cả với thông tin đầy đủ nhất, chúng ta cũng không thể nào dự đoán một số sự kiện một cách chắc chắn tuyệt đối được. Vậy là các bạn có nghĩ là chúng ta vẫn còn cơ hội định đoạt số phận của mình? Nhưng mà không. Ngay cả với thuyết bất định vẫn có một nhược điểm. Chỉ vì một số sự kiện diễn ra một cách ngẫu nhiên, không nhất thiết có nghĩa là chúng ta có quyền kiểm soát chúng. Nếu những lựa chọn của chúng ta chỉ là kết quả của quá trình ngẫu nhiên đó thì sao? Liệu chúng ta có thể khẳng định chúng được thực hiện một cách tự do hay không? Để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta cần biết điều gì xảy ra với bộ não khi chúng ta bắt đầu đưa ra quyết định. Có một vài phương pháp khác nhau mà các nhà khoa học sử dụng để khám phá sự kiện này. Đầu tiên, các nhà khoa học đã nghiên cứu bằng cách đo hoạt động điện của não. Bằng cách này, họ có thể hiểu được điều gì đang xảy ra trong não mỗi khi chúng ta đưa ra quyết định. Ví dụ, khi chúng ta quyết định giữa hai lựa chọn, các thành phần khác nhau trong não sẽ hoạt động. Bằng cách theo dõi hoạt động này, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về cách bộ não đưa ra quyết định. Một phương pháp khác là sử dụng chụp cộng hưởng từ, tức là MRI. Bằng phương pháp này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số quyết định được đưa ra trong tiềm thức, thậm chí là trước khi chúng ta nhận thức được chúng. Điều này có nghĩa là mặc dù bản thân chúng ta có thể cảm thấy như mình đang đưa ra quyết định một cách có ý thức, nhưng mà bộ não của chúng ta đã đưa ra quyết định đó trước chúng ta. Cho dù việc đưa ra quyết định có phải là một sự ngẫu nhiên, hay chúng được quyết định từ trước, thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để dự đoán kết quả của các sự kiện đó. Hãy bắt đầu với những sự kiện có vẻ là ngẫu nhiên. Ví dụ như việc tung đồng xu, chúng ta có thể dự đoán kết quả của sự kiện đó không? Chúng ta biết là tung đồng xu là một sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên, hoặc là không. Có quá nhiều biến số diễn ra, nhưng mà giả sử mình biết được tất cả các yếu tố ban đầu như là lực tung, lực cản không khí, vị trí chính xác của đồng xu trong không khí, thì theo lý thuyết, mình có thể dự đoán một cách chắc chắn kết quả của sự kiện này.
Vậy còn đối với những quyết định phức tạp hơn thì sao? Chẳng hạn như chọn nghề nghiệp hay chọn bạn đời, các định luật vật lý có thể dự đoán những lựa chọn đó hay không? Đây là nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Mặc dù các định luật vật lý chắc chắn đóng một vai trò nào đó trong quá trình ra quyết định, nhưng chúng có thể không nhất thiết là yếu tố quyết định các lựa chọn của chúng ta. Bộ não con người là một cơ quan vô cùng phức tạp, có khả năng xử lý một lượng thông tin khổng lồ. Kinh nghiệm, cảm xúc và niềm tin của chúng ta đều định hình cách chúng ta suy nghĩ và đưa ra quyết định. Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu lập luận rằng sự phức tạp trong quá trình ra quyết định của con người khiến cho chúng ta gần như không thể nào dự đoán chính xác các lựa chọn của mình. Ví dụ là bạn hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng dự đoán sáng mai một người sẽ ăn gì vào bữa sáng. Có rất nhiều biến số đang diễn ra và thực sự là phức tạp hơn việc tung đồng xu rất nhiều. Thức ăn trong bếp của họ là gì? Họ thức dậy lúc mấy giờ? Tâm trạng của họ như thế nào? Hôm đó họ đã gặp và nói chuyện với những ai? Vân vân, đến mức gần như không thể nào đưa ra dự đoán chính xác được. Sự phức tạp này là điều làm cho ý chí tự do trở thành một khái niệm khó hiểu như vậy. Một mặt chúng ta biết rằng các quyết định của chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường, cảm xúc, kinh nghiệm sống và thậm chí cả tiềm thức của chúng ta. Mặt khác, chúng ta cũng có cảm giác rằng chúng ta đang đưa ra những lựa chọn thực sự thuộc về riêng mình. Vậy hãy trở lại với câu hỏi tiêu đề, liệu chúng ta có kiểm soát được sự lựa chọn của mình hay không? Hay là các lựa chọn của chúng ta có tự do hay không? Câu trả lời cũng như nhiều câu hỏi triết học khác là nó phụ thuộc vào cách bạn xác định ý chí tự do là gì. Nếu bạn định nghĩa ý chí tự do là khả năng đưa ra những lựa chọn không được xác định trước bởi các định luật vật lý, với ý nghĩ đó thì chúng ta không thể nào có ý chí tự do được. Bởi vì bản chất của việc ra quyết định là sản phẩm phụ của quá trình xử lý phức tạp trong não bộ. Sự lựa chọn của chúng ta phụ thuộc vào các sự kiện trong quá khứ và kinh nghiệm sống. Mỗi quyết định, mọi hành động chỉ là một phần của chuỗi dài nhân và quả. Nhưng nếu bạn định nghĩa ý chí tự do là khả năng đưa ra những lựa chọn dựa trên mong muốn và niềm tin của riêng bạn, thì câu trả lời là có, chúng ta hoàn toàn có ý chí tự do. Mặc dù những quyết định đó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, nhưng chúng vẫn có thể là những lựa chọn dựa trên giá trị và sở thích của mỗi người. Hãy tưởng tượng là bạn muốn ăn một quả táo thay vì là quả cam do là bạn thích ăn táo hơn. Miễn là bạn hành động theo sở thích của mình, bạn đang thực hiện ý chí tự do, ngay cả khi bản thân những mong muốn và niềm tin đó được xác định bởi những yếu tố có sẵn. Tóm lại, vật lý của ý chí tự do là một khái niệm phức tạp và hấp dẫn. Mặc dù các định luật vật lý chắc chắn đóng một vai trò nào đó trong quá trình đưa ra quyết định, nhưng mà chúng có thể không nhất thiết quyết định các lựa chọn của chúng ta. Vì vậy, lần tới khi bạn phải đối mặt với một quyết định khó khăn, hãy yên tâm rằng lựa chọn của bạn là của riêng bạn, được định hình bởi kinh nghiệm, niềm tin và giá trị của bạn. Và ai biết được, có thể chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên với những lựa chọn của mình.